tóc này mình chỉ làm một nửa cái đầu thôi nha, tại vì mình không có thời gian làm video cho mấy bạn hết đầu đâu. Thì nửa cái đầu bên kia thì mấy bạn cũng phay tương tự như vậy thôi là ra. Mấy anh em thấy hay thì nhớ thả tim follow mình nha, để mình có động lực làm nhiều video tiếp theo cho mấy anh em. Sau khi mấy anh em đi cử 30 ly xong, mấy anh em sẽ phá luôn cái ngấn 1.5, tại vì mình đi cử 30 ly nó sẽ lòi ra cái ngấn 1.5. 1.5 này mình mở lưỡi đi quát lên. Mở lưỡi đi quát lên, đi dần dần lên. Rồi đi giáp vòng, rồi mấy anh em đóng lưỡi lại. Đóng lưỡi lại đi luôn cái phần dưới luôn cho nó hết ngấn luôn. Đi chừng nào mà hết cái ngấn 1.5 này thôi. Mình làm tới đâu mình phá ngấn tới đó nha mấy bạn. Làm tới đâu phá ngấn tới đó thì nó dễ dàng hơn. Rồi xong mình xem mình đóng lưỡi nha, đóng lưỡi và phá luôn cái ngấn 1.5. Khi nãy mình đi 30 ly rồi, rồi xong mới có cái lú ra cái ngấn 1.5, mình sẽ phá luôn cái ngấn đó luôn. Làm tới đâu phá ngấn tới đó anh em sẽ tiện hơn. Tập dần, anh em luyện dần, anh em thành thói quen rồi nó rất là nhanh. Mình phay cái đầu trung bình ở 15 đến 20 phút. Cái tóc khó thì có thể lâu hơn 30 phút. Mà hiếm đó, khó với mình lắm, đi cái này khó hiếm lắm, nhanh lắm, dễ lắm. Mấy anh em mới đầu luyện thì hơi khó khăn, tầm luyện ở từng 10 mười mấy cái đầu á, rồi lúc đó mới quen dần, chứ không phải là một ngày một bữa được. Cái này mình đi bằng cái đầu lưỡi ngang, nhớ là mấy anh em đi phá ngấn mấy anh em đi đầu lưỡi ngang, đi một cái đầu lưỡi thôi chứ đừng có đi nguyên lưỡi nha. Đi nguyên lưỡi là sai rồi nha, đi nguyên lưỡi là mấy anh em phá hoài không hết luôn á. Đi cái đầu lưỡi thôi và phá từ chút một thôi, đừng có gấp. Cứ đi thẳng đứng lên, nếu mà không ngang thì đi thẳng đứng lên, chứ đừng có đi lộn xộn nha. Đẩy lên kéo xuống, khách sẽ không bị đau, dù anh em nhấn mạnh cũng không đau nữa. Sau khi xả cung rồi, mấy anh em cứ xác định cái phần trắng nha. Mấy em cứ đi cái phần trắng như mình đang đi trong video nha. Cái này mình đi khung ngang, anh em xác định cái phần khung. Phần khung thì có 4 dạng khung cơ bản, như là khung ngang, khung tròn và khung nhọn. Đó, 4 dạng khung cơ bản, tùy theo anh em sáng tạo nha. Cái này là phần khung cơ bản nhất nha. Xác định phần trắng rồi. Cái này là mấy anh em đi đều cái phần khung trắng này nha. Đóng lưỡi và mở lưỡi đi cho nó thiệt là đều. Phá khớp 1.5 đó. Mấy anh em kê lược á, mấy anh em phải xác định cái chuẩn ngay chỗ cái tay mình chỉ, thấy không? Đó, mấy anh em kê cái phần nào mà dưới cái lược á, phần đó là phần chuẩn, phần nào trên cái lược á anh em gà hết, chứ nằm ở điều chừng nào điều phần đó hết trơn á là được ha, bóng lên. Đó, thấy mình gà không? Mình đã xác định cái chuẩn cho anh em nhìn thấy rồi đó. Cứ theo cái chuẩn mà chơi tới thôi. Chơi theo cái hình dạng nào anh em mong muốn. Mà thường mấy kiểu này á mình cắt cái khung ngang không à. Xác định cái phần khung nó ngang tí. Xong cái phần kê lược này á, mấy anh em chỉ cần mở lưỡi ra đá quát lên, đá quát cái phần lông con ở dưới lên. Cái phần này tóc này mình hớt không trắng, kê lược mình được, không cần phải hớt trắng quá đâu ha. Mấy tóc này nghiêng về hơi classic tí. Kỹ thuật kê lược để lược nghiêng nha. Để lược nghiêng 45 độ ha. Tỉa tóc thưa thì mấy anh em dùng kỹ thuật tỉa kéo cắt tỉa nha. Cắt thì sao thì tỉa vậy thôi. Cứ chia từng lớp tỉa bằng ngọn tóc cho nó mềm mại ra trước. Tóc thưa thì mấy anh em tỉa dùng kéo cắt tỉa, cái sợi tóc nó sẽ búng ra nhiều hơn. Nó tách ra, nó xếp lớp đẹp hơn. Tóc nó sẽ có sớ tóc. Cứ chia từng lớp thôi, tỉa thôi, cắt thì sao thì tỉa vậy thôi. Cứ dở góc độ 90 lên. Cho những cái đầu ngọn tóc nó bằng nhau rồi tỉa thôi. Bấm thẳng vô thôi.
và phần sau cũng tỉa, tỉa tương tự vậy thôi. Tóc thưa mà mấy tóc tóc thưa mà mấy anh em tỉa tỉa mà dùng kéo tỉa tỉa quá nó không đẹp. Tóc thưa nên dùng kéo bén tỉa thôi, kéo bén.